Vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay cái cây mai tự xoắn của vườn nhà em đây, tức nghĩa là em cắt bo cả nhà, xong rồi cũng muốn lại lá để cho thử cho nó nở hoa ha. Nhưng mà cái loại này thì chưa có Tết nên nụ nó chưa có già cả nhà. Chưa có già nhưng mà tự nhiên thấy bất ngờ luôn. Nó nở quá trời đẹp luôn cả nhà. Đây nè ha, trời ơi coi nè, nè cả nhà, chùm luôn á. Bông của nó thì phải nói là rất là to nha, chứ không nhỏ đâu, là nó từ 8 đến 12 cánh cả nhà nhìn nè. Ủa cái nụ xoắn của nó xô xoắn xoắn xuống cái nó nở, tôi nói dài dài như này cả nhìn. Trời ơi coi nè, phải nói là mê luôn á. Nó em kiểu này em cắt bo em ghép á cả nhà, xong cái lãi lá thử coi nó nở hoa không, như nụ nó cũng còn non mà nó không ngờ nó nở dữ dằn như vậy luôn á. Nè cả nhà nhìn thấy nè, quá trời tuyệt vời luôn á cả nhà. Tết đến rồi luôn à. Trời ơi cả nhà nhìn nè, nó cái độ quắn của nó ha. Đó, Tết mà có một cái cây mai như thế này chơi Tết thì phải nói tuyệt vời quá rồi cả nhà, không còn gì để nói luôn ha. Đây cả nhà nhìn nè. Trời ơi coi nè. Đó. Trời ơi quá trời đẹp. Và bên đây nữa nè cả nhà. Đó, bên đây em cũng có lại nè. Ở cả nhà nhìn nè. Cái độ sinh trưởng của cây nó cũng rất là khỏe nha. Nó rất là khỏe luôn cả nhà. Còn bông của nó thì thôi khỏi phải chê luôn. Bông nó rất là to. 8 đến 12 cánh bông chùm vậy nè cả nhà. Đó. Ồ, coi một số nào nó có nụ thì nó ra hoa, còn không mấy thì nó đâm chồi nè cả nhà nhìn thấy nè. Nó đâm chồi khủng khiếp luôn. Đó, hoa thì nó nở ha. Đó, đây đó là những cái cây mai tự xoắn của vườn nhà em đây. Đó, một số cây đây nữa nè cả nhà. Sinh trưởng khỏe nè, bông thì rất là to. Nó xỏ xuống như thế này, bông to xỏ xuống như thế này phải nói. Và em nghe có một cái mùi ngát hương thơm cả nhà. Quá trời thơm luôn. Đó, đây nè. Đó. Đó là dòng tự xoắn nha, tự xoắn hoa vừa to nè. Cái độ xoắn như thế này nè và cái sinh trưởng mạnh nữa thì hiện tại là cái mai tự xoắn em thấy trên thị trường thì quý khách rất là thích luôn. Bởi vì hoa của nó hồi năm rồi cả nhà cho một cái vụ Tết phải nói là người ta mê luôn á. Bông của nó rất là to và cái độ nghệ thuật của nó là nó tự quấn như thế này. Không thể nào mà người mà chúng ta làm được hết cả nhà. Đó, đây, đó cả nhà nhìn nó xỏ xuống mà nó vừa quấn mà nó vừa ra hoa như thế này. Phải nói là tuyệt vời luôn. Và bên vườn mai nhà em thì cũng có giới thiệu với chúng ta ở một cái số loại mai vừa nhân giống và vừa chơi Tết cả nhà. Đó, đây nè, đây thì là những cái loại mai gốc bứng nha. Cái này chơi Tết ok luôn. Thì cái loại này em sẽ giới thiệu với chúng ta từng loại từng cây và em sẽ báo giá cả nhà. Thì bây giờ cũng muốn cả nhà chiêm ngưỡng cái hoa ha. Cái hoa và cái độ xoắn như thế này nè, hoa nó rất là to và rất là sai nha. Mặc dù nụ á, chưa Tết nụ nó còn non á cả nhà. Đó, quá tuyệt vời ha. Và sau đây xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng xem cây bóng nha. Thì vừa rồi cả nhà có xem đó chính là cái mặt hoa của cây giảo tự xoắn ha cả nhà. Hoa của nó phải nói vừa to vừa đẹp vừa thơm. Cây thì sinh trưởng cũng rất là khỏe nha. Mặc dù cái nụ non nhưng mà nó vẫn nở rất là ok luôn cả nhà. Thì hiện tại bên vườn mai nhà em có tầm khoảng hơn 6.000 cây mai giống về mai quắn ha. Tuy nhiên thì tầm khoảng 1.500 em giao lưu được. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cả nhà chúng ta nha. Đây cả nhà, nó hàng như thế này nha. Cây thì hôm nay em thấy cành nhánh nó cũng có xum xuê rồi nè, nó cũng có dài rồi nè. Loại này về chúng ta cũng có lấy bo liền được luôn cả nhà. Đó, loại này về lấy bo được liền nha. Và Tết nay thì em nghĩ chắc nó cũng cho một ít hoa. Đó, số lượng của em thì tầm khoảng hơn 1.500 cây nha cả nhà. Đó, hàng bên đây nè, em thấy một số cây nó nhỏ nhưng mà nó có nút nụ nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy mê ha. Rồi giá chỉ có 100.000 một cây thôi nha. 100.000 một cây nè cả nhà. Đó, có một số cây có nụ nha. Đó, 100.000 một cây thôi. Rễ thì xử lý đủ kiểu nha cả nhà. Củ nở rồi rễ quái đủ kiểu hết. Giá 100.000 một cây. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, đây cả nhà. Giá 100.000 một cây nha cả nhà. Ôi nè, mặc dù nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Một số này em thấy nó cũng đang tạo nút nụ đây. Nụ kim nè. Nụ kim nhiều lắm ha. Rồi, giá 100.000 một cây nha. Vừa lấy bo, vừa làm giống và vừa chơi Tết. Nếu ai thích thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Đó, đây. Đó, rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. 100.000 một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha cả nhà. Xin cảm ơn ạ.